Shopping ảo.vn, à click quân giá rẻ, chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động, chỉ có tại shopbanhảo.vn. shopbanhảo.vn. Hello các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Bây giờ mình nè, trời ơi mình là Mina nè các bạn. Hôm nay mình sẽ đi qua phá rừng các bạn chút xíu nha. Đầu tiên thì mình sẽ lên cho vị nướng Mina cái giày đi. Lâu lắm mà không cầm vị nướng Mina đi cho rừng các bạn. Hôm nay đi cho bạn, các bạn cho mọi người xem chơi ha. Yo 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 yo, có một con gà hỗ trợ này. Sao cái con bồ xanh này nó lại không nhìn mình vậy? Nó tự dưng nó cắm đầu cắm cổ nó chạy về là thế nào ta? Thế này sao cho đây? Trời ơi, hồi nhiêu nhanh cùng giùm cái coi. Hồi chiêu nhanh giùm cái coi. Rồi, quá kéo chơi cái đàn ơi. Hello baby. Vào đây với nhau nào, vào đây với nhau nào, rồi đỉnh mạnh. Trời ơi, đi cho rừng các bạn nó khó quá các bạn ơi. Tính đi qua phá rừng các bạn chút xíu thôi. Mà bây giờ nói chung là thời thế nó thay đổi rồi các bạn ạ. Khó cho vãi ở trưởng ra, không cho được luôn ấy. Tại vì các bạn có thể thấy vừa rồi mình kéo cái con bùa xanh ra nhưng mà nó về quay lại rồi nó cũng hồi máu ạ. Ây da, đau 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 đau, anh Văn Heo làm gì đây em đấy? Em đang phê nha. Em đang phê, em quên hết đường về rồi đấy nha. Đừng có đùa với cả ninja rùa nhá. Chơi nó đi anh ơi. Giờ mình sẽ lên với cả AD thôi. Chứ thật ra là mình không phá rừng tem bạn được các bạn ơi. Trời ơi, cái con bùi xanh nó tráng thì chứ. Ấy, Van Heo nó phóng cho choáng kìa. Ghê nhờ, đáng sợ nhờ. Suga Babi à? Ô, Suga. Tưởng là Suga Babi chứ. Mình lại tưởng ấy trong cái bên TikTok nó hay nói về Suga Babi. Sugar Babi gì đó. Trời ơi, chiếm kéo được rồi. Không kéo được luôn. Chán dễ sợ. Rồi thì mình bây giờ mình tính làm clip đi vị tường cầm mình nha, đi cho rừng thăm bạn kéo bùa cơ. Nhưng mà không được các bạn ạ. Kéo ra cái nó chạy về, cái cuối cùng nó ăn mất tiêu luôn. Nó không giống như cái con tướng Crack nó kéo nó xa xa, hoặc là con Zip nó hút xong rồi nó chạy. Mà cái con này nó kéo nó ngắn quá. Mà meta này thì không. Ồ, một cái phát tốc biến đẹp như trong mơ. Cái kết kéo hóng chung ngài, chán dễ sợ, chơi luôn. Xoay tay một cái nè. Rồi, đi về. Chỗ chín công đầu luôn nha. Mà canh ga vô mắn rồi nha. Vô mắn rồi, đập tay cái coi. Đập tay nhẹ nhàng tình cảm với cái nào. Không à, không thôi. Rồng không anh em. Xoay con rồng lấy ít máu coi. Hồi máu nhiều lắm nha các bạn. Cái chiêu một của vị tướng Mina bây giờ nó hot vãi trưởng ra. Mình thấy đây là một cái con tướng siêu mạnh luôn. Ở thời điểm hiện tại đi support gọi là cực kỳ khó chịu. Và cái con này nó có khả năng gọi là cân 3, cân 4, gọi là đã lắm nha các bạn. Khi mà tầm đến tầm giữa trận trở đi ấy, mà gặp những cái con tướng mà tay ngắn, ví dụ như là Athu này hay là Kred này, mà cộng thêm vài vị tướng tay ngắn nữa ấy, mà lao vào Mina mà giết nó các bạn, không có là dễ dàng đâu nha. Bây giờ là thời nó khác lắm rồi. Mina bây giờ được thay đổi cái chiêu một đây, nó hút máu thì thôi luôn. Càng đông người nó hút càng sướng. Mà lúc đó nó cuối trận đấy các bạn, nó trâu rồi ấy. Các bạn đánh không thấm, đặc biệt là những vị tướng đấu sĩ thì đam nó không thể nào to bằng những vị tướng pháp sư hay là những tướng xạ thủ được. Bởi vậy đâm ra đánh nó sướng lắm. Về làm gì? Lên! Đừng cứ sợ. Tôi kéo vào tôi xoay cho một cái này nó. Hồi máu này các bạn thấy không? Gặp như cỡ như Crest này, có mà 10 anh Crest đánh em chả thấm chứ đừng có nói là một anh nhá. Anh đánh em thoải mái luôn, đánh từ sáng đến trưa mà từ trưa đến tối đứng lại đơ như cây cơ cho anh Phang luôn đấy. Chả sợ anh tí nào. Toàn. Ui. Lạc lối lạc lường à? Thôi xong. Sao anh A Thu lại chạy vào trong khu rừng nhỉ? Em làm gì nhỉ? Anh ấy có vẻ như là đang muốn hú hí với cả gái xinh hả? Em nó gái xinh nè. Trời ơi, bự chập ba luôn rồi. Anh không hú hí em anh hú hí ai trời. Đeo nát này. À ha, đeo nát với A Thu là một cặp. Trời ơi, hiểu rồi. Hiểu rồi. Tôi hiểu rồi. Trời ơi, bơ tôi đi. Hãy cứ một cặp đi, bơ tôi đi. Làm gì đây? Làm cái gì đây? Xoay cho một cái nào. Ô, nó bật chiêu cuối rồi. Đừng có sợ. Đừng có sợ, đã có em bảo kê mấy anh hết. Ô, nó bắt chủ kia em. Wow, nó bắt chủ kia. Xoay cho một cái nào. Kéo vào này, đầu xanh dựng mặt hả bưởi chết chưa? Rồi, tem mình chết luôn hả? Chơi mà chơi chết chùm với nhau với ta. Ôi giời ơi, mấy anh mấy chị. Ê, đứng lại. Tốc hành chạy rồi. Chạy nhanh quá. Chạy nhanh vậy em mà không chịu nói đâu. Giờ mình sẽ lên cho nó cái giày kiên cường chơi bới coi. Yo. Tin tin tin. Kéo vào này xoay tay này đó.
hồi máu này nó. Wow, hàng về các bạn ơi, hàng về các bạn. Ê, cho em sờ một cái tình cảm, cái em lấy điểm hỗ trợ mấy anh ơi. Vào đây xoay tay cho mù loài phèo nè. Ui ôi, ôi, ai ơi, đừng có đau em đây. Ai ai, đau, xoay chết mọi anh luôn này, anh đau hả? Anh giấu mặt tôi hả? Anh đùa với chúng tôi đúng không? Anh biết tôi là ai không? Không biết đúng không? Xin tuyên bố và trịnh trọng thông báo luôn, báo cáo luôn đấy nhá. Tôi Mina, đấy, ham lắm. Thấy em là ham lắm. Mà đặc biệt nha, Mina này nếu mà có cosplay ấy thì là sexy lắm, bự bự cho ba luôn nha. Không có phải là giống như là trong game nhỏ chi chi không thấy gì đâu, nhưng bên ngoài bự chập bá luôn nha. Khúc nào bự là bự, khúc nào nhỏ nhỏ nha. Trời ơi nhìn rất gì, thèm lắm. Phê 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 phê. Đúng không teo anh á? Teo anh nhỏ xíu à. Chỉ có Mina mới bự thôi. Ôi 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 ôi. Nào dứng mặt hả? Chờ kéo vào một cái em lại búng tay cho. Lúc đó lại rụng một bên khổ. Từ 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 từ. Ô kéo vào chơi anh ơi. Ôi 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 ôi. À, có con tia ở đây nè anh ơi, xoay tay đấy anh ơi. Trời ơi, máu nó cứ gọi là mất, gọi là cứ nửa cây nhỉ, nhìn về thế cơ chứ. Ok con trai hả, à chà chà, yo, xoay tay này, đánh cho sấp mặt luôn rồi, xong mà gan ga tới. Văn heo ngoẻo rồi, văn heo ngoẻo rồi, quay ra, ơi bật lệnh bài mà không kịp hả. Trời ơi, mày dẫn mặt hả bưởi, mày em giết bồ đê tao hả. À đồ, mày chỉ dám giết, à đê tao hả, mày dẫn mặt vừa thôi nha. Đừng có thấy hai đứa con gái ở bên trên. Sao hát xì giờ năm này nè. Kỳ vậy trời. Em đang chém gió mà hát xì giờ năm này. Ai nhắc vậy? Anh em nào nhắc đúng không? Anh em nào không thấy nhớ coi có clip đem ra anh em nhắc đúng không? Mình biết chứ. Anh em đôi lúc cũng có nhiều bạn mặc dù không còn xem clip mình nữa nhưng mà nhiều bạn vẫn nhắc mình đấy. Tại vì mình đẹp trai ấy. Nhiều bạn cứ gọi là nhắc mình kiểu ơi anh nào đẹp trai quá. Ngại. Kiểm tra thế thôi. Chứ bây giờ mình chạy ra đường giữa đây. Rồi anh A Thu xong rồi. Anh xong rồi. Xong anh A Thu rồi. Xoay tay này. Trời ơi bật chiều cuối quá chi luôn. Đẹp ơi đẹp luôn. Đẹp như trong mơ luôn. Hết máu thì mình chạy thôi. Chơi mà hết máu mà mình đứng lại cho người ta đánh chết thì người ta đó người ta gọi là đi fit mạng đấy các bạn. Rồi xanh anh mua men rồi. Anh mua men này chắc chắc rồi. Trụ hai cái trên còn dưới còn anh chạy em gì đây. Vâng một cái pha di chuyển rất thông minh đến từ anh mua men. Anh lao vào trụ cho trụ bắn cho tem bạn đỡ phải mất công đánh. Hay lắm anh ơi. Trời ơi anh thật là hay quá đi. Tuyệt vời không mặt trời. Xử lý quá xuất sắc. Mình không ngờ anh có thể làm được những cái pha xử lý như vậy được luôn ấy. Người ta gọi là thà chết vinh còn hơn sống nhục. Trời ơi mình có chết thì mình cũng quay lại mình vã cho tem bạn mấy cái lấy le rồi chứ. Ê, chứ anh chạy vào trong trụ người ta bắn chết giống như tự tử thế à. Thế này căng quá. Phải là em mà em quay lại em vã cho chích ngoại luôn á. Vã mà người ta không chích là em kích ấy nha. Ai da, trời trời, đồng quá. Quá đồng, hùng hãng luôn. Kéo vào chơi này, ui ở hùng còn đâu, thôi xong. Thế bạn ba người, thế mình cũng ba người nè. Chơi nè, đầu ra chơi nè. Làm sao, anh muốn như thế nào. Ai xoay, xoay tay, ngon ngay. Oh my god, cái gì đây. Ai da, bình tĩnh. Ôi, con xe bắt đầu vãi, ui trời, đau em anh ơi. Anh làm thế đâu em anh ơi. Ôi trời. Ui giời ơi vỡ mồm. Vỡ mồm chơi sớm. Trời ơi là trời. Nó xịt kìa. Kinh quá. Kéo vào xoay tay hồi máu cái coi. 485 máu các bạn ạ. Nói chung là tuyệt vời không mặt trời. Vô. Chơi đó. Cửa red với chúng tôi này. Ai da. Đau. Mày hả bưới. Thích không. Bây giờ thích không. Thích nhất à. Mà gân ga chặn đầu rồi kìa. Cái đầu dân mà gân ga máu dữ. Trời ơi, mình hết máu rồi mà bắn máu thế này mình cũng chơi luôn á. Mình cũng chơi nó luôn á. Xoay tay này nào nhá mà bưởi. Giỡn mặt cả bưởi giết đó. Sắp lên. Xoay. Oh my god xoay hụt rồi. Thôi xong. Tội nghiệp anh Triệu Vân quá anh xoay hụt đấy chứ. Vào đấy mà anh xoay chúng là anh ngon lành cành đào rồi. Cái gì. Ôi giời ơi anh chưa có rót bật chưa cuối lên dã như là dã chày ấy nhỉ. Mà dã một hồi máu anh còn xíu à. Hết máu luôn. Mình sẽ lên nó cái giáp gai A nha. Đi lẻ mà không đẩy được đường. Đẩy đường được à? Không. Sao đẩy được? Trời ơi. Đẩy nào. Ai cho đẩy mà đẩy. Vớ vẩn thế nhờ. Các bạn kỳ ghê luôn á. Cứ đòi đẩy đường không à. Ô mình bất tử này các bạn. Trời ơi support có tâm nhất năm mà sao mà không bất tử được. Không cần đánh mà team mình cũng win là sao ta. Mạnh mẽ quá à nhờ. Mấy bạn coi thường support mình hay sao ấy.
Hình như là không cần mình mấy bạn vẫn có thể gọi là khiến cho các bạn rơi răng băng đống cái gì mà. Kìa. Trời ơi sao kỳ ta. Sao mấy bạn không ấy chờ mình lên xong rồi mình thể hiện chút vài đường cơ bản gọi là múa may xoay quay cuồng rồi xoay tay trong mưa các thứ kiểu là điểu nhỉ. Ôi chán thế. Các bạn đang xem clip của mình đăng ký kênh và like ủng hộ giúp mình với nha. Bạn nào muốn nick thì vào số nick của mình dưới phần mô tả video nha. Mà đầu săn mắc nhắc lên số nick mới cày các bạn ạ. Hôm qua có các bạn kia bạn ấy nhắn tin vào số nick cho mình kêu anh ơi muốn mua nick. Thế là mình đưa cái link nick tự chọn trên số nick của mình cho bạn ấy chọn. Thế là cuối cùng quay đi quay lại thế méo nào. Một mấy tiếng sau kêu là anh ơi em nạp tiền vào mà sao em không mua được nick. Cái quần què gì vậy trời. Xem đi xem lại, ôi giời ơi, bạn em vào shop lừa đảo, các bạn nạp tiền, nạp hết 500.000, trời ơi, bó tay tôi cày vãi cả trưởng ra. Mình rõ ra vừa mới gửi cái đường link ở trên cái shop này của mình xong ở bên trên luôn, nhưng mà bạn ấy không vào. Bạn ấy vẫn vô tình vào cái shop lừa giả mạo, bạn ấy nạp tiền được. Cày quá anh em ạ, nhắc đến lại tức, bức xúc vô cùng luôn. Thế là cuối cùng bạn ấy mất 500.000 luôn. Giờ bạn ấy mấy triệu vào shop của mình, bạn ấy mua, buồn chứ sợ. Chán gì đâu luôn á. Bạn nào muốn mua nick vào số của mình dưới phần mô tả video nha các bạn. Chứ đừng có chạy theo cái trên ấy. Mất tiền đó. Tiền mất mà tật mang đó. Đầu xanh. Cái gì anh bán heo làm sao? Anh bán heo như thế nào? Sao? Ôi giời ơi máu của em chả mất luôn. Lấy đấy cái gì em không mất máu này anh. 1, 2, 3. Tốc biến xoay. Quá dữ. Một cái pha tốc biến xoay hạ gục được vị tướng cả đấy tay bạn rất hay đến từ vị tướng Triều Vân. Mặc dù mình tốc biến đầu săn xui xéo quá xui tại vì khi mà các bạn mua nick ở trên shop nick của mình nếu mà lỗi mình có thể hỗ trợ được nha, chứ còn các bạn nạp tiền vào cái shop nick khác ấy mà lỗi mình không thể hỗ trợ được đâu, nó khổ lắm cơ chứ. Nó nói là chỉ có mất tiền 100% thôi, mất trắng luôn 5 tỷ. Mặc dù nhiều bạn có nhiều tiền mất mấy trăm ngàn cũng chả sao, nhưng mà đối với mình mất mấy trăm nghìn nó tiếc lắm các bạn ạ. Làm ra mấy trăm nghìn nó khó lắm chứ đâu có dễ đâu. Các bạn thấy không, mình làm video cả ngày cật lực cũng được mấy trăm nghìn à. Bởi vậy đâm ra các bạn phải biết trị quý trọng đồng tiền. Ôi ơi 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 mạnh dữ. Vô đây mà kiếm chuối này men ơi. Wow ghê. Ôi giời quá ghê luôn. Ghê. Vào đây nào. Xoay tay nào. Ý chạy gì em kìa. Ý chạy gì em kìa. Ý chạy thương quá dễ thương đấy nhờ. Cái con cái đấy là dễ thương đấy nhờ. Nào solo. Sẽ đánh từ sáng đến trưa từ trưa tối. Mình chả mất máu luôn các bạn ạ. Bạn heo đánh mình có mất máu đâu. Bạn heo đánh mình có mất máu đâu. Rồi xong rồi chịu. Chết rồi. Mình biết phải đấy chết rồi. Và đấy mình chẳng có làm cái cách nào mà giúp cho vị tướng mở gân ga chạy được cái chân. Tại vì Natalia nó xịt mình đâu có cản được đường. Ví dụ vào chiều cuối của Natalia nó xịt mà mình cản được ấy, thì mình cũng chạy vào mình đỡ, nhưng mà không cản được. Nó xịt xuyên người luôn ấy. Xuyên người, xuyên lính, xuyên tim, xuyên tờ rim luôn. Xuyên tất cả mọi thứ luôn. Ây da. Vào đây. Giờ hứng mà các ơi. Ôi ôi. Cố lên Triệu Vân quýnh nó. Ôi ây da Triệu Vân quýnh nhau mà sao mà Triệu Vân chết vậy. Thấy thương quá trời luôn á. Wow. Từ từ cứ bình tĩnh thôi. Anh em cứ bình tĩnh thôi. Dục tốc bất đạt bạn ạ. Trời ơi là trời. Quá dữ. Đây. Mày hả bưởi. Ây da đau. Trời ơi anh cha tôi anh bố em đau quá trời luôn. Em đau quá trời mà em không mất máu luôn á. Đừng có giỡn mặt. Anh đừng có giỡn mặt với tôi. Trời anh không biết tôi là ai đúng không. Xin tuyên bố luôn á. Tuyên Mina đó. Trời ơi thánh Mina đó. Đừng có đùa. Ghê không các bạn thấy mình chơi Mina ghê không. Tính ra trận này mình tính làm clip tròn ấy, đi qua phá rừng cho bạn ấy. Nhưng mà các bạn cũng vừa thể thấy lúc đầu trận của mình nó hơi bị lỗi về cái game nó không dưng ngày xưa. Cho nó không được. Bởi vậy đâm ra thì làm clip đi gọi là quấy tam bảng luôn. Quốc tam bảng luôn. Đợi chờ là hạnh phúc, lùm lùm đại pháp là đây chứ đâu. Vào đây. Bạn cứ bảo đây. Trời ơi, tôi bảo kê hết. Đố nào đụng đến bạn luôn đấy. Nó đổ sổ, hồi an thu nó bổ mình chờ các bạn. Có mất máu mèo đâu. Có mất máu đâu. Mình xoay tay một cái là hồi máu luôn đấy chứ. Đấy. Chán thế cơ đấy. Hồi máu quá trời quá đất luôn. Ê. Rồi xong anh ôm em chết ngõm con cua rồi. Anh ấy chết ngõm cua tỏi luôn rồi còn đâu.
Với cái số lượng máu như thế này, với số lượng giáp như thế này thì mình nghĩ rằng AD Tam Mạn bây giờ đánh mình giống như là mũi đốt inox rồi các bạn. Nó không có thấm tí hết trơn mà nó không có cái gì gọi là thấm hết trơn á, buồn lắm. Wow. Giờ tính kéo cái thôi mà mấy anh mấy chị trốn quá trốn rồi. Hello Papi. Vô, ai da, vô. Trời ơi, đánh nhau đi mấy anh ơi. Trời buồn phiền, buồn chuyện á. Vô này, xoay tay này, ôi dồi ôi, không xoay hả? Bật chiêu cuối nè, chí mạng chưa, ha ha. Trời nó quýnh bộ tôi kìa, chết ngắt bộ tôi luôn rồi. Trời ơi, nào vào đây. Trời ơi, một mình em chém hết luôn á. Em này sợ mấy anh quá cơ chứ nhờ. Chứ đầu xanh cho mấy anh vô luôn á. Giỡn mặt anh xoay tay cho một cái luôn. Nào, Văn Heo đánh đi, em gái, cứ đi. Kéo vào này, xoay tay này, chơi này. Trời ơi, 6 kill các bạn ạ. Trời ơi, sao mà tôi hay dư thần. Đủ hay quá tôi ơi. Các bạn thấy mình đánh hay không? Hay cho like liền đi các bạn. Một like đăng ký kênh của mình, like ủng hộ mình với các bạn ơi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Em cũng là các bạn, chào mọi người, clip sau nha. Bye bye. Bạn nào muốn nick và số nick của mình dưới phần mô tả. Bạn nào muốn xem thêm những clip của mình thì có thể qua kênh Anh Hảo Live, Anh Hảo TV nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.